Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Clamar Drop nhận được 10 đồng token game NFT. Một số thông tin về đồng token game NFT. Cái số tổng cung phát hành là 10 triệu, đã có 696 tài khoản holder và đã phát sinh 1.701 lượt giao dịch nhé. Giờ thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website clamar.net, nên truy cập website để mình được hướng dẫn mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm cho hai những hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chắc có chắc. Các bạn có thể sử dụng copy và chắc ngay ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask của ví chốt Telnet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví cho mình. Ví hiệu GLFTS số token 18 nha. Các bạn nhấp tiếp theo và nhắc thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token của ví, các bạn quay trở lại website clamar.net của em ạ. Các bạn tìm tới bước 2, nhấp vào cái link dưới gọn đây để nhận token nhé. Các bạn có xác định bên dưới này, nếu các bạn có còn có thể có nhu cầu thì các bạn mua cái đồng token này thì các bạn nhấp vào đây. Rồi, thì chỉ là drop nữa sẽ kết thúc vào 39 ngày nữa nha. Các bạn có mua thì các bạn nguyên thấp nhất là 0.05 BNB. Giá sau khi lên biết trên sàn là sau 39 ngày đã lên biết trên sàn một game một đồng token của game NFT sẽ tương ứng với một đô nhé. Rồi các bạn là cái lao được bạn nhất có thể này cho mình yêu cầu 10 đồng token của game NFT để lấy cầu kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo để kết nối nhé. Ví ra là 0.00605 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi sau gì đang được xử lý, các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website clamar.net để cập nhật những dự án mới nhất, phần thưởng các phần mới nhất chuyên về mạng Binance Blockchain nhé. Ngoài ra nếu các bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trận đầu. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký luôn nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được 10 đồng các phần game NFT nhé. Các bạn có thể ủng hộ kênh hoặc cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở lại các bạn nhé.